Mọi người thấy tới thấy anh em mình có đồ ăn nhưng mà chưa có đồ tráng miệng. Tới em tính mua bột dừa cho hai anh này đó. Tính mua bột dừa nhưng mà thôi, có quả dưa thì làm tạm quả dưa các bạn ạ. Anh em bà kêu anh để mãi để ý ở đâu này, bắt tay. Ok, thành phố Sóc Trăng, thằng Tiến. Hôm nay đi ăn sáng gặp cô Hải Đường, mời ăn sáng đúng không mọi người ạ? Cô mời con gì? Em mời sáng chứ con. Cô mời con cái gì? Hả, con bún bò cay. Bún bò cay nhá. Ngay quá cà phê đất Phương Nam luôn á. Hay quá. Mình có làm ở đây này, thế xong cô biết đến hành trình của hai anh em mình. Thế nào hôm nay sáng ra thì có gọi là ra đây ăn sáng đi, xong rồi cô mời. Chân cửa nào bán đắt á là cô không lấy tiền. Cả nhà ăn sáng nhá. Bún bò cay. Thôi, em còn đi nhá. Đây là con cưới vợ như cô thôi. Em phải cũng đứng sau lưng để đứng trước khi mình thành công. Con cảm ơn cô nhiều ạ. Cảm ơn cô, con đi đi ạ. Em con đi ạ. Bye bye. Tượng đài chiến thắng của thành phố Bạc Liêu này. Ui rồi. Anh ạ. Dạ, anh đi đá đi. Dạ, anh gái ra đây. Dạ, anh đi. Tứ ạ. Dạ. Em cảm ơn anh Tứ nhá. Tứ em vừa đi thẳng quốc lộ 1A là lên thành phố Sóc Trăng luôn mọi người ạ. Ui. Dạ. Cảm ơn chị. Em cảm ơn chị nhá. Chị tên gì vậy ạ? Chị tên Kim Lón. Kim Lón ạ? Dạ. Dạ. Ừ, thực sự là rất là chân quý. Rất là chân quý tình cảm của mọi người. Rồi, bây giờ anh em đều là bọn em ở ngoài Hải Dương đúng không? Đúng rồi ạ. Thì anh sẽ bọn em đi. Thế bọn em. Dạ em chào chị ạ. Em chào chị Lón nha. Dạ. Không gặp bọn em được buổi trưa thì không biết mua gì. Nhưng mà giờ chị bọn anh em... Thắng ơi. Anh Thắng ơi. Ơi, anh cũng khó rồi. Thế rồi. Thế khi nào về Hà Nội anh em mình gặp nhau. Thế em đi ra thôi mà. Cho anh xin số đi. Đấy, đây con xin số. Anh chị đi ạ. Chị đi ạ. Tạm biệt anh chị, em cảm ơn anh Thắng nhá. Dạ, cảm ơn anh chị nhá. Con trai chị ạ? À? Ồ ạ. Sao? À, ôi! Xin lỗi! Chú xin lỗi! Đây một áo luôn rồi mọi người ạ. Cười chứ. Vừa lấy anh Thắng mua bao nhiêu là hoa quả cho anh em mình luôn mọi người ạ. Anh Thắng vừa lấy đấy. Em cảm ơn anh Thắng nha. Đây của em có nước rồi nhá. Cái gì vậy anh? Ui giời ơi. Ui anh cho em nhiều ấy. Ui cho em nhiều đi. Em lấy 2 chai thôi. Thôi em lấy 2 chai thôi. 2 cái đi đâu vậy? Quay đi sửa ô tô đúng không? Đúng rồi. Dạ. Em lấy 2 chai thôi. Thôi cho em xin em nhiều lắm. Em nhiều lắm. Thế em cảm ơn anh nhá. Em cảm ơn ạ. Dạ. Tạm biệt anh ạ. Rồi, bắt tay đi anh ơi. Em tay bẩn mà không việc gì đâu. Không việc gì đâu. Anh nhá. Tạm biệt anh nhá. Ok, anh đi mạnh khỏe. Không phải bẩn đâu. Rồi, em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh ạ. Em đi luôn. Tạm biệt nhá. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại. Chào bà. Chúc bà sức khỏe nhá. Dạ. Chúc bà sức khỏe nhá. Hôm nay sinh nhật Trân nhá. Chúc mừng sinh nhật Trân nhá. Chúng ta sinh nhật vui vẻ nhá. Happy birthday. Happy birthday. Chân đi nhá. Cảm ơn chân nhiều nha. Tạm biệt. Quá trời rồi. Thơm. Sao bà lại để xe ở dưới này? Ông già đã 78 mấy tuổi.
để đấy, mất thì sao, để một con rong lên cho. Có xe kìa. Để một con rong lên cho nhá. Con dắt xe lên cho bà nhá. Đúng không? Đi xe đã qua. Con đi cùng bà nhá. Con đi về đâu? Đã. Đi về đâu? Con đi về Bắc. Đi Bắc hả? Vâng. Bắc này đi hả? Đi bộ để gặp bà ấy. Đi bộ chứ không khỏe hả? Không. Bà đi được sao anh em không đi được? Đi bộ xe đi nhá. Chết. Bà có gì nói tụi con không? Xuống bây giờ bà đi nhá. Không. Đây em con đi nhá. Con đi bà nhá. Đi. Sóc Trăng 45 km nữa nhá. Cũng nắm xương giống anh lắm. Ok. Đi nhá. Ok. Anh cảm ơn nhá, tạm biệt. Được, ok. Ok. Đi nhá. Sau này là trong quân sĩ quan. Ai? Em. Em sau này sẽ làm lục quân sĩ quan gì? Dạ. Em học chính kỹ thuật quân sự, học bắt luôn. Học viện kỹ thuật quân sự. Dạ, em chuẩn bị cho bắt học. Cố gắng đứng trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam nhá. Hay quá. Vâng ạ. Tạm biệt. Quá trời bán rồi. Họ bà tên. Em lên trước đấy. Nguyễn Văn Tín á. Trời ơi, Tín cho anh nhiều đi. Anh cảm ơn Tín nhá. Anh ôm Tín cái. Tín anh Khả. Ờ, Tín anh Khả nha. Tín nhà đâu? Ở đây luôn à? Không được chắc qua. À. Tạm biệt Tín. Tạm biệt Tín nha. Cảm ơn Tín nhiều. Đi cẩn thận nhá. Đi anh nhá, tạm biệt. Tạm biệt anh nhá. Mời cả nhà uống nước nhá. Nước mía của hai sĩ quan quân đội tương lai ấy. Ôi, đây của em có nhiều nước lắm rồi anh ơi. Em cảm ơn anh Thoa. Đây, ở đây. À, nhưng mà giờ anh đi đâu? Đi giao, nãy đi giao đồ trên đây nè, thấy hai người lội bộ nè, rồi bắt đầu chạy trở về. Nãy chạy đi giờ dài nó, ủa mới thấy đâu mất tiêu rồi. Cứ chạy tới dưới kia vòng lại kia. Em cảm ơn anh Thọ nhá. Em cảm ơn anh Thọ. Vâng, cảm ơn vì anh Thọ đã cho hai anh em xuất cơm mọi người ạ. Anh Thọ rất nhiệt tình. Anh Thọ là ở đây là Bạc Liêu nhỉ? Đúng rồi. Đây rất là Bạc Liêu. Mọi người Bạc Liêu rất nhiệt tình. Em cảm ơn anh Thọ nhiều. Dạ, em cảm ơn anh Thọ. Tạm biệt anh ạ. Đến di tích đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh mọi người. Nhớ vào cái nối mà hôm trước anh em mình đi ấy. Nếu như mà hôm đấy mà không vào thì hôm nay anh em mình sẽ đi vòng vào trong đấy, xong đi vòng nối bên trong ra. Nối vào chỗ đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhỉ mọi người. Nằm ở trên mặt đường quốc lộ 1 luôn. Một con đi xuyên Việt. Xuyên Việt hả? Dạ. Xin cảm ơn được không? Dạ, ok anh. Không phải theo dõi Facebook biết là TikTok biết lâu rồi. Ok anh đây. Hả? Đi ra đâu về đây? Em đang đi học về. Đi học á? Ở đây người ta đang đóng cọc nằm nhà mọi người. Chú ạ. Đây em con có cơm có nước này. Vâng. Đấy, đấy, đấy. Chú đó con sáng giờ luôn đấy ạ. Cảm ơn chú. Đội mũ vào. Đấy, tí đội cái mũ lên cho đỡ nắng. Ngại đâu. Đội mũ vô. Đeo thử xem được. Đoán xem tầm bao cân. Đoán xem chính xác tầm bao cân. Ai già. Ai già. Khỏe đấy.
Ra đoán xem tầm bao cân. Tầm bao cân. Khoảng chừng ấy, tầm 10 mấy cân chẳng, 11 12 cân chẳng hạn. 15. Ờ, 15 cân đó. 15 cân nặng đấy á. Chắc không đến đâu. Chục cân thôi. Chục cân thôi. Còn nước là uống không? Còn nước là. Tí đi thử bát này. Ôi. Tôi thằng nhỏ. Tiếp tục di chuyển thôi. Học về cũng về thẳng nhà đi cùng hai anh em mình đây. Còn mấy cây nữa về nhà thì ra nhỉ? Dạ, còn hai cây nữa mới về nhà cơ. Vừa nãy chú có bảo là hai anh em mình đi lên trên đoạn trên này là sẽ có một cái đồn của địch ngày xưa. Bây giờ sẽ lên trên đấy tiện là nghỉ ngơi ăn cơm như đấy luôn mọi người ạ. Hello anh. À tụi em lên thành phố Sóc Trăng ạ. Thôi, bọn em đang cái hành trình là đi bộ xuyên Việt anh ạ. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. Em cảm ơn anh Danh. Dạ, tạm biệt anh ạ. Đến cầu Xã Bảo rồi mọi người ạ. Nhìn cái bóng này. Nhìn cái bóng này các bạn biết mấy giờ đúng không? Mình gặp ạ. Phải đi vào cái đường nhỏ này mọi người ạ. Đây này mọi người. Ngày xưa đây là cái đồn bốt của địch này. Di tích lịch sử trận đánh đồn cầu Châu Lâm 1962. Đây nó là cái di tích lịch sử mọi người. Từ năm 1962 đến bây giờ. Không có gì đúng không? Không. Thì, mọi người thấy tới thấy anh em mình có đồ ăn nhưng mà chưa có đồ trắng miệng. Tới. Tính mua bột dừa cho hay ăn rồi đó. Ừ, tính mua bột dừa nhưng mà thôi, có quả dưa thì làm tạm quả dưa các bạn ạ. Anh em bà kêu mãi để mãi để ký ở đâu mai này bắt tay ok đi nhá. Ok đi nhá. À, hai nói chào nha. Tạm biệt khi thứ hai ăn thành công nha. Anh sẽ nhớ mày là người đầu tiên qua những khoảng kỷ niệm sâu sắc nhất cuộc đời, lại không ngờ quên ký ở đâu. Đi nhá. Tỉnh Bạc Liêu hẹn gặp lại. Qua cây cầu trước mặt này là hết địa phận của tỉnh Bạc Liêu đấy mọi người. Là bắt đầu bước sang Sóc Trăng. Ôi. Cho anh em con ngồi nghỉ giờ được chút được không? Vâng. Tôi cảm ơn ạ. Bán cho con xin tẩy đi ạ. Bà. Bà. Dạ anh em con không phải bộ đội, anh em con xuất ngũ rồi. Xuất ngũ à? Đang trong cái hành trình là đi từ cực Nam đến cực Bắc và là đi bộ như này ạ. Đi bộ xuyên Việt, vừa đi vừa trải nghiệm. Quên hết áo rồi mọi người. Đúng gì? Nước trắng nhá. Ừ, nước nọc nhá. Đây mọi người. Nước này. Bánh này. Mọi người cho nước hoa quả này, bánh kẹo rồi, hoa quả rồi, dưa nữa, dưa nước này, cơm nữa. Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Anh em tới ăn cơm đây, ăn cơm thôi. Ô chế ơi, anh thôi anh để tiền ở đây này, để đi đi uống ơi, em cảm ơn anh nhá. Thì tí nữa cái tiền này của anh thì một linh nữa này. Tí nữa em sẽ đi mua hương để lên trên chỗ nghĩa trang liệt sĩ để thắp hương các anh hùng liệt sĩ. Ở trên này 4 km nữa thì sẽ có một cái nghĩa trang của huyện Thạnh Trị mọi người ạ. Thì hai anh em mình sẽ lên đấy để mua hương và thắp hương các anh hùng liệt sĩ ở trên đấy. Hai anh em mình sẽ vào đây mua nhang để tí lên trên nghĩa trang. Chú ơi, nhà mình có bán nhang không chú? Nhà mình có bán nhang mà. Nhang ạ. Lấy cho con 3 bó. Em cho con 2 bó này. Có con bao tiền ạ?
90.000 ạ. Là cái đồng tiền mà vừa nãy anh Thọ anh để vào suất cơm của hai anh em mình nhá. Bây giờ hai anh em mình sẽ dùng nó để mua nhang. Cho các bạn gửi tiền chút đây. Taxi nào. Bây giờ thì hai anh em mình sẽ đi lên nghĩa trang để thắp nhang các anh hùng liệt sĩ. Anh Thọ em sẽ thay anh thắp lên những nén hương để tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ anh ạ. Ở đây có một ngôi chùa nữa. Thành phố Sóc Trăng, 36 km nữa. Đến cái trang liệt sĩ rồi này mọi người. Đường vào thì có khá là nhiều cây xanh. Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thạnh Trị. Cửa mở. Chắc là bên kia là nhà của chú trông coi. Để mình vào đó xin phép chú. Có nhiều ngôi rồi. À, con chào chú ạ. Dương ngon đấy tôi ạ. Này nữa có đủ không ta? Không biết chú ở đây có không? Đi mua. Dạ hai anh em con là đi hôm nay là ngày thứ 16 rồi. Còn anh em con đi từ đất mũi lên trên đây. Anh em con đi từ dưới đất mũi lên đây. Mới đi tới nó cũng thằng mau lên hả? Vâng. Xuống nước đi. Chú làm miếng dưa em á. Uống đi, đi đường sau uống đi, để mình có trà đá chẳng mình. Dưa em tới đấy. Một hồi mình hãy nói ha. Bây giờ tính mà không không thì bây giờ mộ mà đã xây rồi khoảng 1.4 à. 1.4 ngôi này đã xây rồi. Ví dụ vậy đi. Vậy đi ha. Là còn 221 mộ là chưa có thông tin. 221 ngôi chưa có thông tin. Ờ. Là kiểu mất danh vô danh, vô danh ấy. Chú trông đây bao nhiêu năm? 8 năm rồi chú. 7 năm. 1.400 ngôi. Ở đây mình có nhang không chú? Có. Anh em cháu là muốn thắp hết cho các anh hùng liệt sĩ ở đây. Thì là anh em cháu có mua hai bó này thì anh em cháu sợ thiếu. Thì nếu có gì thì chú. Đó, trời dưới cùng luôn. Kìa. Hay quá. Thế con cảm ơn chú nhé. Rồi đi nghĩa trang là đi. Nghĩa trang nào anh em con đi qua là anh em con vào hết chưa? Ví dụ anh em con đi thẳng quốc lộ 1 này thì có đi qua Thanh Trị này ngang quốc lộ 1 thôi phải không? Ví dụ mà anh em con có đi qua đấy, đi qua cái tỉnh đấy thì ví dụ như là đến tỉnh Bạc Liêu thì anh em con sẽ vào nghĩa trang của tỉnh Bạc Liêu chẳng hạn. Đấy thì đến đây thì anh em con đi qua đây thì tiện anh em con vào đây luôn. Vậy đi bằng gì? Dạ, anh em con đi bộ. Trời. Anh con đi mới nữa luyện cái bộ chân này chắc nó dữ lắm à. Luyện chân này để sau này mà về cưới vợ ấy, vợ con đuổi chạy cho nhanh à. Anh em con đi bộ xuyên Việt mà. Mặc như thế này này. Anh em con bộ của bộ đội. Rồi đi bộ đội được mấy năm rồi ra rồi. Anh em con ra quân được xuất ngũ được 2 năm nay rồi. Thì vô rồi có làm gì chưa? Con cũng làm nhiều nghề lắm. Bây giờ đi theo ngành luôn á sao? Không, con xuất ngũ rồi không theo ngành. Bộ quê ở đâu? Bộ con quê ở Hải Dương. Cậu này cũng có cái tầm đạo dữ, tầm dữ chưa? Dạ.
đi bắt đầu đi xe đò xuống dưới rồi đi bộ ra con đây. Từ Hải Dương con bay vào trong thành phố Hồ Chí Minh. À, từ thành phố Hồ Chí Minh thì con sẽ đi xe đò xuống đất mũi. Ừ. Đi cái này biết hết trơn rồi. Về miền Tây rồi nè. Bây giờ đi đây lên tới thành phố là hết miền Tây rồi. Vừa nãy thì mình có hỏi chú thì chú có nói là hiện tại ở đây thì có hơn 1.400 ngôi mộ anh hùng liệt sĩ mọi người ạ. Và hơn 200 ngôi mộ anh hùng liệt sĩ vô danh, kiểu như là chưa xác định được danh tính ấy. Và đằng sau, phía đằng sau này thì là sẽ là mộ của các bà mẹ Việt Nam anh hùng, là hơn 50 ngôi. Nhiều lắm mọi người ạ. Bây giờ thì hai anh em mình sẽ đi thắp nhang cho các anh hùng liệt sĩ ở đây. Chắc chắn là sẽ không đủ rồi. Vừa chú bảo là nếu không đủ thì vào đây chú đưa thêm cho. Con tạm biệt chú Hà nhé, chú lại giữ gìn sức khỏe anh em con đi đây. Hôm nay cảm ơn chú đã hỗ trợ anh em con để thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ. Nay tôi học được một cái mới. Con chào chú nhá. Thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ xong rồi thì bây giờ hai anh em mình sẽ tiếp tục di chuyển lên thành phố Sóc Trăng. Chắc là hôm nay sẽ đi muộn một chút. Bên này là công viên hay sao mọi người? Như là mình đến trung tâm của huyện thôi. Hay mọi thứ nó sầm uất lắm. Cô ơi, cho con 2 suất cơm sườn với. Cô à? Yo. Cơm sườn nha cả nhà. Ui, ăn cái gì vậy? Giàu á? Ui, tôi thích cái tên này nè. Tôi thích cái tên giàu rồi. Tôi thích. Ê, bạn tên gì? Khang. Khang á? Khang. Sao gặp nhiều Khang nhỉ? Vừa gặp một anh em Khang ở dưới kia xong rồi. Mình cảm ơn hai bạn đã. Hai bạn mua cho mình anh em mình cái gì đấy? Nước bán. Nước chứ bán ở gái ăn thì được.
U là trời. Mua nhiều đồ quá, mình cảm ơn đấy bạn nhá. Mua cho anh em hai cây nước rồi được rồi. Nãy nó dở đắng. Đợi đâu? Nãy giờ nãy đây đi ăn lâu đấy. Ừ, ngồi ăn trong quán cơm hả? Nãy giờ ngồi đợi đắng gần tí mà. Ôi. Ờ, ở quán cơm qua cô bé xin quá. Kinh doanh tôi phải gian gian dưới mà mở lại tí. Ở đây 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 đây, nó đắng em mua đồ, đợi đắng giờ. Dạ. Ui. Đắng đây cho em ngồi đắng đợi. Dạ. Thì mấy đứa này đến trước đi, anh đi bộ lên. Ok, ok. Ok nhá. Cảm ơn giàu nhá. Cảm ơn giàu, cảm ơn anh. Ok. Để mình bắt tay phải. Ừ rồi. Mình cảm ơn bạn nha. Cảm ơn bạn nha. Tạm biệt nha. Chúc sức khỏe, đi vào trong nha. Đang ở huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng rồi mọi người ạ. Mọi người trôi quá là nhiều đồ luôn. Tầm tối tối này cũng ít người lắm mọi người. Hơi vắng. Đường đường quốc lộ 1 nhưng mà ít người lắm, không có mấy người qua lại. Mấy đứa cho anh ấy vào quý tuôn. Ôi giời ơi đâu anh. Nhá nào nhá nhá em không? À. Anh Tài ở dưới Bạc Liêu gặp với Bạc Liêu á. Nhà em ở đây nè, nhà em bên kia. À. Mọi hôm nay anh đi từ đây xuống đấy để chơi với em. Đúng rồi. Ui. Ừ. Đây em có ít bánh với ít nước, gãi anh uống đi dọc đường nha. Đi em đi vào nhà anh chơi. Ừ. Đúng, em đi vào nhà anh chơi. Dạ cái này tiệm sở này cũng em đi làm cho người ta nói chung là nhà em còn xa vô trong kia lắm. Có em đâu. Ui. Anh cho em nhiều đồ ấy. Nha. Em cảm ơn anh nha. Em lên Tài đó nhá, chào mọi người, gặp ở dưới Bạc Liêu. Ok, đi từ đây xuống đấy thì gặp em. Quý qua ô mình á. Đi anh Tài nhá. Dạ. Tạm biệt anh nhá. Tạm biệt anh. Có gì anh em mình gặp lại. Dạ. Em còn lên Sóc Trăng nữa mà. Dạ, dạ, dạ. Tạm biệt anh. Dạ em tên Trịnh Thiên Bảo. Cái gì Bảo? Trịnh Thiên Bảo. Trịnh Thiên Bảo. Dạ. Trịnh Thiên Bảo. Em tên là Hồ Lưng. Linh à? Linh. Hồ Quang Linh á. Hồ Bảo Lưng. Ờ anh cảm ơn Bảo Linh nhá. Có hai anh đổ lại. Hả? Anh ở đâu? Hai người Hải Dương. Hải Dương. À. Thấy anh trên TikTok á. Hay quá, anh cảm ơn nhá. Dạ. Ừ. Có khuyên tai đẹp hết vậy. À, tín nha.